Ui dồi, dưới này như kiểu đại hội võ lâm anh em ạ. Đã có ỉ Lý Thêu, xong lại còn có cả Phờ Răng Cu. Hình như là đâu đấy lại còn có cả thanh niên gọi là Tử Long, nhưng mà hình như Tử Long đi mất rồi. Tôi lo được hai thằng anh em ạ. Ôi trời ơi, cái lù mé nhà nó. Rồi, để trục đường dưới. Cảm giác one one bây giờ nó cứ ơi bị mắc cua anh em ơi. Ơi ơi, sao cái con one one bây giờ nhảy nó cứ kiểu chậm chậm như thế nào anh em nhỉ? Bung tung nó giảm tốc độ nhảy à? Ok rồi, tình huống đường giữa số tầm này tôi solo kill được anh em ạ. Khắc được cái điểm yếu phía sau đít là ai ông bay được rồi anh em ơi. Ok, ở trong cái tình huống này thôi xong rồi, bay được rồi. Ơ kìa, sau tầm ulti ngắn quá bay được tí đã rụng cánh rồi công ạ. Ui, One One bị nó vai nổi. Thế là bây giờ lại phải nhảy bộ để đi lát hit để mà có được ba mạng đến từ vị trí của team bạn. One One không ổn rồi anh em ạ. Chắc tôi nghĩ trong thời gian tới thời One One hết mất rồi. Eo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Thì chắc hẳn rằng anh em đều biết One One ở thời điểm hiện tại vẫn là một trong những cái vị tướng xạ thủ khó chơi bậc nhất ở trong cái tựa game Mobile Legends của chúng ta. Và dĩ nhiên ở thời điểm hiện tại thì One One vẫn có xuất hiện ở trong những cái trận đấu thuộc những cái sân chơi lớn. Và điển hình là ở trong cái giải đấu MSC 2023 được diễn ra vừa qua, One One cùng với đó là Beatrix mới vừa làm video clip về sáng nay được pick rất nhiều ở trong những cái trận đấu có thể nói là quan trọng, những cái trận đấu có thể nói là kèo BO7 để mà có thể hướng đến cho mình một cái chiến thắng đấy. Nhưng mà rõ ràng anh em nào mà hôm qua có xem giải MSC, anh em sẽ thấy là cái màn trình diễn của cái vị tướng xạ thủ One One thực sự phải nói là quá đáng quên. Và gần như có thể nói là cứ trận nào có One One thì cái vị tướng này cũng đều làm cho team của Vota bị chịu thất bại hết. Chúng ta cùng nhìn một chút về cái thông số của One One ở trong cái giải đấu MSC. Thì tổng cộng trong giải đấu MSC, One One được lựa chọn đến 14 lần. Trong số đó chỉ có duy nhất 5 lần giành chiến thắng và 9 lần chịu thất bại. Đặc biệt ở trong trận đấu chung kết ngày hôm qua thì One One cũng đã góp được gần như là phân nửa những cái số trận mà cô ta được xuất hiện ở trong kèo đấu giữa Onyx Esports đối đầu với cả Black League International. Theo cái kiểu gọi là cứ game nào có One One là game đấy thua anh em ạ, tỷ lệ là gần như tuyệt đối. Đấy, thì cái lý do tại sao mà pro player người ta vẫn thích One One nhưng cứ có One One trong trận đấu lại là thua đấy là như vậy. Thì ngày hôm nay ở trong video clip này anh em hãy cùng lắng nghe những quan điểm của Mỡ để xem gọi là anh em có đồng tình những cái quan điểm đấy không. Và nếu như không hoặc là anh em có những ý kiến khác thì đừng quên để lại comment bên dưới video clip này để cho Mỡ biết. Nhớ để lại cho Mỡ một like đăng ký kênh đã nha anh em. Rồi ok, đường dưới Mỡ có tình huống đào xuống, không kích được chiêu cuối nhưng vẫn bắn chai hạ gục đi được Irithel, kèm theo đó là Tử Long. Và đây là cái điểm đầu tiên mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về vị tướng xạ thủ One One. One One bây giờ và One One trước đây nó cùng chung một cái yếu điểm, đấy là quá khó để kích chiêu cuối. Đấy, trước đây thì One One còn kích chiêu cuối khó hơn nữa cơ, bởi vì kẻ địch nó sẽ có 4 điểm yếu. Đấy, nhưng mà bây giờ One One được Moon Tool ưu ái nên giảm xuống chỉ còn 3 điểm yếu. Nhưng 3 điểm yếu vẫn là một cái gì đấy quá khó kích đến từ vị trí của One One. Bởi vì ở trong những cái trận đấu đẳng cấp cao ấy, những cái di chuyển, cái cách di chuyển của tuyển thủ chuyên nghiệp ấy, hoặc là những cái người chơi pro player ấy, người ta lách rất kinh. Cho nên gần như rất khó để mà anh em có thể phá đi được 1 đến 2 điểm yếu của kẻ địch, chứ đừng có nói là phá đi trọn vẹn cả 3 điểm yếu của kẻ địch để mà có thể gọi là outplay, để mà có thể giành được chiến thắng. Anh em thấy không? Đó, mình đang chuẩn bị phá điểm yếu thì kẻ địch tốc biến đi và mình bị ngoài mất tầm có thể phá nốt cái điểm yếu còn lại. Và như vậy mình đã phải lấy bàn điểm số. Đấy là cái điểm đầu tiên của One One. Điểm thứ hai mà con One One này nó đang có vấn đề đấy chính là hai bản cập nhật gần đây One One đều bị giảm sức mạnh. Và cái quả giảm sức mạnh dã man nhất mà Moon Tool dành đến cho con One One này nó có hai thứ. Thứ nhất là ngày xưa ấy, cái con One One nó chỉ cần phá được điểm yếu lên người một mục tiêu thôi, sau đó là nó có thể chọn mục tiêu khác và nó bay lên, nó kích và nó bay lên, anh em hiểu không? Nhưng bây giờ thì không, anh em đã phá điểm yếu của đứa nào thì anh em chỉ có thể ulti vào đứa đấy mà thôi. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba là cái mà Moon Tool bị giảm sức mạnh rất là dã man đến cái con One One này, đó chính là cái tầm ulti của One One nó bé lại đi đáng kể luôn.
nó bé đi có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Bởi vì anh em phải biết là ngày xưa cái tầm ulti của con Wanwan nó là cái tiền đề để giúp cho Wanwan nó có thể nhảy từ mục tiêu này sang mục tiêu khác. Nếu như anh em dùng chiêu cuối khuynh thành tiên vũ của Wanwan ấy mà hạ gục đi được kẻ địch bằng cái ulti của anh em thì ngay lập tức ulti của Wanwan nó sẽ lan sang mục tiêu đứng bên cạnh để mà nó tiếp tục cái chỗ ulti khuynh thành tiên vũ của kẻ địch sẵn thủ này. Nhưng bây giờ thì con Wanwan nó bị nấp cái tầm thi triển của cái ulti đấy rồi. Nếu kẻ địch đứng không đủ gần hay có thể nói là không quá gần thì ulti của Wanwan nó mất toi luôn. Và đôi khi Wanwan chỉ sử dụng ulti của cô ta chỉ để nhảy lên một mục tiêu. Đấy, ở đây trong tình huống này là mỡ đang bắn vào vị trí của đó là vạch sáng nặng. Anh em thấy không? Đây là một tình huống cực kỳ rõ ràng và cụ thể luôn. Anh em có thể nhìn thấy là mỡ ulti vào vạch sáng nặng đi theo đứng ở cái khoảng mà nếu như mà là cái ulti ngày xưa ấy là nó bay được ra cái ulti ngày xưa luôn. Nhưng bây giờ thì không. Và kết hợp với cái việc Wanwan là một trong những cái vị tướng xạ thủ cần farm nhiều hơn rất nhiều so với những Moskov, so với những Beatrix hoặc thậm chí là so với những Claude. Đấy, nên là ngưỡng sức mạnh của Wanwan đến chậm. Đấy, Wanwan phải cần đến khoảng giai đoạn giữa và cuối game có đồ thì cái vị tướng này mới được chơi. À, nhưng mà có một cái vấn đề nữa xảy ra và đây cũng là cái vấn đề then chốt. Đó chính là chưa chắc là anh em về cuối game đủ đồ Wanwan là anh em có thể bắn được cả lò bên phía của team bạn. Bởi vì Wanwan bắn rất yếu ở thời điểm hiện tại rồi anh em ạ. Đôi khi kẻ địch nó lên đủ đồ tanh ấy, thì những cái phát bắn của Wanwan không xi nhê, không ăn thua. Và đôi khi không thể so sánh được với những cái phát bắn đến từ vị trí của Beatrix cũng như là Claude, cũng như là những cái vị tướng xạ thủ khác về giai đoạn late game. Đấy, thì tổng hợp lại từ rất nhiều những cái vấn đề là như vậy thì cá nhân mỡ cho rằng ở thời điểm hiện tại tuyển thủ chuyên nghiệp họ cũng phần nào cũng mường tượng và họ cũng nhận ra được rằng là cái con Wanwan này thời nó bắt đầu sắp hết rồi. Và đây là cái điều mà Muntu muốn. Bởi vì rõ ràng ở thời điểm hiện tại nếu như mà Wanwan vẫn còn quá mạnh như thế này thì những cái vị tướng xạ thủ khác có thể nói là sẽ rất khó để mà có được cho mình một cái sự xuất hiện ở trong những cái giải đấu lớn. Anh em nên nhớ rằng là ở thời điểm hiện tại vẫn có những cái vị tướng xạ thủ nó vẫn đang nắm giữ những cái vị trí quan trọng ở trong những cái giải đấu lớn của Mobile Legends. Ví dụ như là Beatrix. Beatrix ở giải đấu Mobile Legends được lựa chọn lên đến con số là 35 lần. Tiếp đến là Claude với 21 lần. Tiếp đến là Kerry với 19 lần. Và Wanwan đứng ở vị trí thứ 4 với 14 lần. Đây là top 4 xạ thủ được chơi nhiều nhất MSC. Nhưng có một cái vấn đề ở đây đó chính là Wanwan gần như là đã bắt đầu bị đào thải ra khỏi cái sân chơi này rồi. Thì mỡ cũng biết rằng là trong thời gian tới Wanwan còn xuất hiện ở trong những cái trận đấu lớn, những cái sân chơi lớn, những cái giải đấu lớn hay không. Còn bây giờ quay trở lại về cái trận đấu này ở trong một cái trận đấu solo rank thì khẳng định với anh em rằng là bây giờ mà muốn pick Wanwan thì chúng ta cũng cần phải nhìn chất tướng bên phía của team bạn. Nếu như mà team bạn có nhiều những cái vị tướng sốc đam thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể chơi được Wanwan, bởi vì Wanwan rất mỏng và Wanwan rất là giấy. Và bên cạnh đó nếu như mà team bạn mà không có một cái con tanh thuần để mà lao lên cho Wanwan kích ulti cũng rất là khó chơi. Đấy, nên là cái con Wanwan này thì cá nhân mỡ cho rằng nó bây giờ không còn dành cho newbie nữa rồi. Và chưa chắc là pro player đã có thể chơi được giỏi, chơi được tốt cái vị tướng xạ thủ này. Đó là cái quan điểm của cá nhân mỡ. Rồi, ở trong cái trận đấu này thì anh em có thể nhìn thấy giai đoạn đầu game mỡ bị đè như con. Và đến thời điểm hiện tại team mỡ vẫn đang bị dẫn trước, chênh lệch khoảng tầm chừng là 2 mạng. Và mỡ thì ở đây vẫn đang có được những cái tình huống gọi là nhảy và bắn. Đầu game mỡ fit Loiken. Nhưng đến thời điểm hiện tại là mỡ đang có vẻ như là bắn ngược lại với KDA của mỡ ở đây là 15 năm cũng như là 4. Vâng, tầm này là mỡ bắt đầu có vẻ cảm giác như là đang xanh chín hơn được một chút xíu rồi. Phút thứ 14 rồi, trận đấu này team mỡ vẫn đang chiếm thế thượng phong một chút xíu với việc có được cho mình đó là cái con lót vàng ở đường dưới. Nhưng tuy nhiên là với cái việc ăn lót xong không ai ra đẩy cùng mà đồng đội của mỡ nó chỉ đẩy đều hai đứa còn lại thôi, cho nên là cái trận đấu này gần như là vẫn sẽ phải kéo dài thêm một vài phút sắp tới, bởi vì cái con lót nó đã hết mất rồi và cái đợt lính cường hóa cũng chuẩn bị đi tong luôn. Franco có mặt ở đây, anh ta kéo không thành công. Team bạn có được những vị tướng sốc đam kèm theo đó là áp chế rất khó chịu, như là Franco với cái áp chế Tử Long với khả năng sốc đam và Irithel với cái khả năng bắn của mình. Cho nên là hay quá, cắt gió chuẩn thành công và kèm theo đó là cái hỏa tiễn đến từ đó là Veil. Mỡ khắc được điểm yếu lên người của đó là Julian. Và anh em nhìn này, xôi đâu đó vẫn còn sức mạnh của Wanwan anh em ạ. Trận đấu này thì mỡ cầm Wanwan là mỡ không lên theo kiểu gọi là chí mạng bắn hiệu đòn đánh đâu, mỡ sẽ lên kiểu gọi là vừa hiệu đòn đánh vừa chí mạng anh em ạ. Và trận đấu này nó kết thúc tại đây rồi, một trận đấu thắng lợi của Wanwan. Nhưng anh em có thể nhìn thấy có quá nhiều vấn đề đến từ cô nàng xạ thủ này. Không biết quan điểm của anh em như thế nào. Nếu thấy video clip này thú vị đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Peace.